Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay lại với channel Riding On Kamen Rider Saber. Mình đã giới thiệu về hai kiếm sĩ chính, tất cả các form của họ bao gồm Saber lẫn Black. Chúng ta còn kiếm sĩ thứ ba với sức mạnh của Lôi, một người vô cùng quan trọng trong mạch phim. Anh ấy là bạn thuở nhỏ của Thoma, là đồng môn của Rintaro, cũng là kẻ có mối thâm thù với ám kiếm sĩ. Vậy anh ấy là ai và Lôi kiếm có khả năng như thế nào? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu tất cả form Kamen Rider Espada, người sở hữu thanh Lôi kiếm cũng như quyển sách về thần đen. 15 giây để quảng cáo cho Riding On Shop. Hiện tại mình đang có một gian hàng trên Shopee với tên gọi Riding On Shop. Các bạn hãy gõ từ khóa này sẽ xuất hiện ngay shop mình. Hiện tại mình đang bày bán rất nhiều những sản phẩm liên quan tới Tokusatsu, bao gồm cả Kamen Rider lẫn Super Sentai. Các bạn hãy follow cũng như nhập những mã giảm giá để có được mức giá ưu đãi nhất. Giá cả vô cùng cạnh tranh. Link mình sẽ để ở phần bình luận cũng như phần mô tả video nhé. Kento Fukamiya, anh ta cũng là một kiếm sĩ của Sword of Blue God, là người sở hữu thanh gươm sấm sét, cũng giống như Rintaro, người sở hữu thanh gươm của nước. Sau khi nghe tin Ngọa kiếm đã chọn được chủ nhân mới của mình, anh đã đến hiệu sách của Thoma để gặp lại người bạn cũ. Kento có vẻ bề ngoài trầm tính và một sự nhân hậu với tất cả mọi người. Anh luôn lo lắng và giúp đỡ những người vô tội bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của đám Magic. Vẻ bề ngoài bình tĩnh nhưng bên trong của anh là một nội tâm vô cùng xung đột. Bản thân là một kiếm sĩ nhưng cha của anh, ám kiếm sĩ, đã phản bội lại Sword of Logos, chống lại tất cả mọi người, mang trong mình tội lỗi của người cha. Anh luôn tìm kiếm sự thật nhằm giải quan cho ông ấy và tìm kiếm ông ấy bằng tất cả những trận chiến của mình. Lần đầu gặp gỡ Thoma bằng sức mạnh từ thần đen, anh từ tốn ngồi trên tấm thảm và đến gặp Thoma với sự bình tĩnh vốn có của mình. Cuộc gặp gỡ với Thoma đã dẫn dắt anh gặp được ám kiếm sĩ, kẻ đang muốn đoạt lại Grey Dragon cũng như Ngọa kiếm từ Thoma. Trận chiến này ra lần đầu tiên cho chúng ta thấy sự bất bình tĩnh của Kento khi phải đối mặt với quá khứ của bản thân. Anh lao vào tấn công ám kiếm sĩ mặc dù cả hai bên có chênh lệch về thực lực. Lần đầu tiên chuyển hóa, anh đã henshin thành Kamen Rider Espada với sức mạnh từ quyển Wonder Book thần đen. Anh có tạo hình bất đối xứng giống với Ngọa kiếm sĩ. Cơ thể của anh được điểm tô bằng hai tông màu chính cùng với tông màu quyển Wonder Book: trắng ở phần thân phải, màu xám ở phần giữa và phần vàng kim là tượng trưng cho quyển sách thần đen. Những vệt sáng nhìn giống như những tia sét được anh chém ra từ thanh Lôi kiếm. Gương mặt của Espada là gương mặt hình vòng cung, giống với hình ảnh một mặt trăng tròn. Và phần thanh gươm từ đầu tới thân, thần đen chỉ có bên phần vai trái. Biểu tượng chiếc binh được mở ra với đôi mắt của một vị thần bên trong, với một cọng dây xích nối với thân và phần áo tròn ở tay trái. Giống với Rintaro, anh là người thiên về kỹ thuật do đã tham gia Sword of Blue God từ nhỏ. Khả năng kiếm thuật của anh vô cùng điêu luyện và thành thục, không thiên về sự uyển chuyển như thủy kiếm. Anh sẽ có những cú né đòn và ra đòn cực kỳ dứt khoát, thể hiện rõ nguyên tố của anh là Lôi. Quyển sách thần đèn sẽ giúp anh triệu hồi nên một tấm thảm thần kỳ. Anh có thể cưỡi nó để ra những đòn tấn công trên không. Ngoài ra, khi kích hoạt cùng với Wonder Book, nó sẽ triệu hồi nên một thần đèn thật sự tấn công và thường sẽ ôm chặt và vô hiệu hóa kẻ thù là chính. Giống như bao rider khác trong Saber, đòn kết thúc của anh Azadin Diaburo, anh sẽ lao lên không trung, tăng cường sức mạnh của mình bằng sấm sét và lao nhanh về hướng kẻ thù với tốc độ kinh người mà nó mang lại. Đòn tấn công thứ hai là một nhát chém được thực hiện bởi thanh Lôi kiếm. Anh chém với tốc độ cực nhanh để xuyên phá kẻ thù và để lại những vệt sét phía sau. Để có được nâng cấp sức mạnh từ Wonder Combo, Espada vẫn còn thiếu hai mảnh ghép. Mảnh ghép đầu tiên, Lemdu Hedgehog, sức mạnh của nhiễm gai. Wonder Book đã sở hữu bởi Saber từ rất lâu nhưng đã bị cướp bởi tên Calibur. Họ cần có một trận chiến để đòi lại sức mạnh này. Nhưng để bù đắp phần thiếu sót của bản thân, anh đã được một cô gái kỳ lạ từ Sword of Logos. Cô ta sau này sẽ trở thành Counter Sebela. Nhằm có được sự trung thành, cô ta đã tặng cho anh quyển sách Seberus, chó ba đầu canh giữ cánh cửa địa ngục. Trận đại chiến với tên Calibur đã diễn ra nhờ sự giúp đỡ của Blade. Với Wonder Combo của anh ta, Spada đã thu thập được lại mảnh cuối cùng, Lamdo Hedgehog, kết hợp cả ba quyển Wonder Book, Wonder Combo.
tạo hình vàng kim óng ánh. Phần vai trái vẫn là phần vai của thần đen, phần thân giữa là màu vàng nhạt của nhím. Mảnh giáp gai góc từ phần thân cho tới chân và rương mặt của anh, phần đầu của điểm tô bằng những chiếc gai sắc nhọn. Phần bên trái, cổ tay được đặc trưng bằng 3 chiếc đầu, còn chỗ săn nguy hiểm nhất của địa ngục. Như những Firm Wonder Combo khác, anh sẽ được tăng cường sức mạnh từ sấm sét. Những nhát chém của anh sẽ được tăng cường quy lực cũng như tốc độ ra đòn cực kỳ nhanh. Là một người được đào tạo kỹ lưỡng, cũng như có tiềm năng vượt trội hơn nhiều Shintaro, anh hoàn toàn không hề bị vấn đề kiệt sức khi sử dụng Wonder Combo của bản thân. Ngoài việc tăng cường sức mạnh, cả hai quyển sách vẫn khả năng cung cấp cho anh những khả năng đặc trưng từ bản thân chúng. Phần sức mạnh từ nhím giúp thanh gươm của Espada trở thành một chiếc chùy gai, gia tăng khả năng tấn công lên mức cực cao khi va chạm với kẻ thù bằng những chiếc gai sắc nhọn. Phần Severus sẽ giúp anh tạo ra những quả cầu điện. Anh sẽ điều khiển và tấn công kẻ thù bằng những quả cầu điện này. Đòn tất sát, anh đưa thanh gươm sấm sét của mình vào trong bao kiếm, rút nó ra, gia tăng tốc độ của bản thân lên mức cực hạn. Anh di chuyển cực nhanh để né tất cả những đòn tấn công từ kẻ thù, sau đó nhanh chóng lao lên bầu trời và ra một nhát chém sấm sét vào thẳng mặt chúng. Thần đen là một câu chuyện trong 1001 đêm, và đó cũng là sức mạnh tối thượng mà Espada có được. Không xuất hiện cùng series chính Saber cũng như Blade, anh có một movie riêng kể về ba tội lỗi. Commodore Saber Trial of Deep Sin là một trong những movie hay nhất về Kamen Rider trong thời gian gần đây. Hay riêng Kamen Rider Saber, nó là bước nhảy vọt về hình ảnh cũng như nội dung phim, hoàn toàn vượt xa so với series chính. Nội dung cực kỳ đắt deep, rất nhiều plot twist xảy ra trong xuyên suốt bộ phim. Mình recommend các bạn hãy tìm xem bộ phim này nhé. Câu chuyện của Trinity of Deep Sin là ba nhân vật chính của chúng ta, nhưng phần này chúng ta chỉ nói về Espada hay là Kento mà thôi. Sau 8 năm kết thúc trận chiến với tên Storius, thế giới đã trở về với sự yên bình. Mọi người đều có cuộc sống riêng, Kento cũng như thế. Anh đã quen một cô gái khi họ chạm mặt nhau với quyển sách Tìm thấy định mệnh đời mình. Cô ta mang tên Yuna Tachibana. Cuộc sống của họ khá hạnh phúc, tưởng chừng sẽ đi đến một cuộc hôn nhân đầy mỹ mãn. Cô nàng Yuna vẫn còn ám ảnh về quá khứ. Những quá khứ mập mờ cho chúng ta biết một người đàn ông coi như là vị hôn thê của Yuna đã bất ngờ ra đi trong một sự kiện bí ẩn. Ám ảnh vì những việc này nên cô ấy không chấp nhận lời cầu hôn từ Kento. Cuộc sống hạnh phúc vẫn chưa kéo dài được lâu thì anh nhận được một cuộc gọi từ Sword of Logos. Có một kẻ với nhân dạng của Corophagion nhưng với vẻ ngoài hoàn toàn khác. Hắn ta sở hữu thanh hư vô kiếm nhưng với quyền năng hoàn toàn mới. Tổng mao chủ đạo đen trắng tạo chúng ta cảm giác tên này là một kẻ cực kỳ nguy hiểm. Không máu liều như Bahato, hành động của hắn ta lén lút nhưng đầy sự tính toán, ra tay tàn nhẫn với những kiếm sĩ. Và liệu hắn ta có liên quan tới sự kiện những kiếm sĩ đang biến mất trong Sword of Logos hay không? Cũng giống như Toma và Rintaro, Kento đã bị tấn công bởi Corophagion mới này. Hắn ta tấn công Kento trực diện trong lúc anh còn chưa biến hình. May mắn trong lúc lơ đãng của hắn, anh đã phản công và để lại một vết thương trên người của hắn. Thật tình cờ vết thương này lại có trên người của Yuna. Anh đã nhận ra tất cả, cô ấy chính là Corophagion. Nhưng sự thật có đơn giản như vậy hay không? Các bạn hãy tìm xem phim để biết những sự thật liên quan tới bộ phim này nhé. Sau khi Yuna bỏ đi thì tất cả sự thật đã đổ vỡ. Cô ta đến nơi mà hôn phu cô ta đã hy sinh. Đó cũng là nơi mà trận chiến của nhóm kiếm sĩ đã diễn ra. Những người dân vô tội đã lần lượt hy sinh và không may mắn có cả vị hôn thê của Yuna. Cô ta đã tiếp cận Kento nhằm mục đích trả thù anh và hiện nguyên hình là Corophagion với quyển sách Amazing Siren. Kento đành phải henshin để chống lại người mình yêu thương nhất. Trận chiến diễn ra hết sức kịch liệt. Sự nhân nhượng từ Kento, anh đã không thể nào chống lại cô ấy, nhưng nhận ra tất cả mọi thứ đều không phải như anh tưởng và trở thành sức mạnh tối thượng. 1001 đêm, một quyển sách khổng lồ với tạo hình được dựa trên Remitive Dragon. Thanh gươm sét của anh cũng chuyển hóa thành sấm sét với tông màu chủ đạo. Từ một tia sét đã chuyển hóa thành 4 tia sét ở khắp nơi, thêm màu xanh nước biển, thể hiện một đêm tối cũng như là màu sắc đặc trưng còn lại của sấm sét là vàng và xanh. Kích hoạt quyển sách 1001 đêm, sức mạnh của anh tăng vọt. Bầu trời đêm bao phủ lên toàn bộ cơ thể. Mặc dù được tạo hình dựa trên Remitive Dragon, nhưng vẫn để lại những nét ấn tượng riêng. Màu vàng phối hợp với đó, màu xanh thẫm
thể hiện một đêm tối được bao trùm. Cơ thể của Rimitip Dragon là hai phần tách biệt nhau, tạo cảm giác như một ánh trăng đang bao phủ lên cả thành phố, chìm vào trong ảo mộng của nó. Giống như cách mà Kento đang phải đối mặt với sự thật. Là bộ phim thiên nhiều về nội dung nên phần kỹ xảo cũng không được đầu tư quá nhiều. Sức mạnh của anh tăng khủng khiếp và áp đảo hoàn toàn sức mạnh của Caldofagion. Không mất quá nhiều thời gian, anh đã đánh bại cô ta bằng sức mạnh sấm sét hoàn toàn mới. Và để chấm dứt nỗi đau đang kéo dài này, anh phải tung đòn kết liễu. Arabina Nai Hitsatsugiri nhát chém nhìn lấy một đêm. Anh nhảy lên tòa nhà, cả màn đêm bao trùm lấy không gian cũng như Espada. Tinh tú phát sáng, anh lao nhanh vào kẻ thù với một nhát chém cực mạnh và nhanh tới mức không tưởng. Kết thúc với Caldofagion bằng chiến thắng mãn nhãn nhưng đầy nỗi đau của Kento. Chúng ta đã hoàn thành mục tiêu 10.000 subscriber. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ kênh mình từ ngày đầu tới tận bây giờ. Chúng ta sẽ cùng đến mục tiêu tiếp theo là 2.000 subscriber. Nếu bạn thấy video này hay, hãy like và subscribe để mình đạt được cột mốc đó nha. Và cũng như mọi khi, đây là kết thúc video. Mình là Riding On. Thanh Quá Trình. Hẹn xin.